Giáng Ngọc trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN trong chương trình Giáng Ngọc Show ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng như thường lệ, Giáng Ngọc có anh Quốc Võ trong chương trình và đặc biệt đón chào một ca sĩ mới trẻ. Giáng Ngọc đã biết em khá lâu, nhưng mà có lẽ là lâu lắm rồi mới có dịp được mời em lên đây trong chương trình của Giáng Ngọc Show, hình như là chưa bao giờ luôn đó. Nhưng mà Giáng Ngọc cũng đã gặp em thường xuyên trong những cái chương trình ca nhạc ở ngoài, đó là ca sĩ Ngô Khải Anh có mặt trong chương trình hôm nay. Rất là vui để được đón chào Ngô Khải Anh. Lời nói đầu tiên, Ngô Khải Anh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên đài truyền hình SBTN. Ngô Khải Anh xin gửi lời chào đến chị gái Giáng Ngọc và anh Quốc Võ. Thấy Ngô Khải Anh nói chuyện có bộ lưu loát, một cái giọng rất là coi như là vững chắc, không có sợ khán giả tí nào hết. Là tại vì nói là ca sĩ trẻ thì nhiều khi mình nói mình cũng hơi ngại khi mà trên màn hình, nhưng mà Giáng Ngọc cũng biết là Ngô Khải Anh ngoài là ca sĩ ra thì em còn rất là xuất sắc trong cái phần MC nữa. Thành ra hôm nay anh Quốc Võ thấy cũng không ngạc nhiên khi thấy Ngô Khải Anh nói chuyện rất là chắc, phải không? Em chào anh Quốc Võ. Ca sĩ trẻ mà nói cũng chắc cứu ghê chứ. Hết hồn. Vâng, chào Ngô Khải Anh, chào Giáng Ngọc và chào quý vị khán giả xem đài thân mến. Nhắc tới Ngô Khải Anh thì chắc là Giáng Ngọc cũng chỉ biết em sau này khi mà làm việc chung với lại Tracy Phương Trinh, rồi một số những cái sinh hoạt của em khi mà đi hát ở một số các tiểu bang như bên Seattle thì chị cũng thấy em về đó hát nhiều lắm. Nhưng mà để nói về rõ hơn về Ngô Khải Anh thì hình như em cũng mới định cư ở tại Hoa Kỳ, phải không? Dạ, cảm ơn chị Giáng Ngọc. Yeah. Ngô Khải Anh sang Mỹ cũng được 7 năm. À, 7 năm, ok. Dạ, yeah, vậy là cũng là thuộc loại mới rồi. Tại như nằm về ở dầm giống như chị là coi như anh ta nói là nằm dầm ở về chứ. Giống như chị Giáng Ngọc là phải làm 30 năm rồi. Wow. Có rồi. Dạ, yeah, nhưng mà 7 năm thì khá mới. Vậy thì sang đây thì cái nghề đầu tiên của Ngô Khải Anh là cái gì? Ở Việt Nam có đi hát qua chưa? Thật ra ở Việt Nam thì lúc đó em còn nhỏ, thì lúc đó là cũng đi sinh hoạt trong các chương trình văn nghệ của thành phố cũng như là trường học của học sinh. Dạ. Yeah. Và khi đó thì cũng lập nhóm đi hát. Nhưng mà chỉ là tham gia những chương trình phục vụ những cộng đồng hay là phục vụ bà con nghèo ở vùng xa xôi thôi, hoặc ở trong trường học. Nhưng mà sau đó thì đi qua Mỹ, thì lắng một thời gian, thì lúc đầu thì mình Khải Anh không có ở ngay tại On County, ở trên vùng Ventura. Thì lúc đó, tại đó thì như quý vị đã biết thì xa khu người Việt thì không có sinh hoạt văn nghệ. Sau đó một thời gian thì Ngô Khải Anh chuyển xuống đây, và sau đó thì may mắn có một đài truyền hình thi tuyển ngôi sao truyền hình. Thì lúc đó Ngô Khải Anh thi vào và được chọn làm sứ ngôn viên. Sau đó với lại từ sứ ngôn viên, sau đó có dịp được tiếp xúc với các chương trình cộng đồng, sau đó em mới bắt đầu đi hát. Dạ, hình như là nhắc tới điều này thì Giáng Ngọc mới có nhớ là Giáng Ngọc cũng có đi một vài cái chương trình ở một số các đài truyền hình, thì Giáng Ngọc có nhìn thấy Ngô Khải Anh lúc đó là cộng tác chung với đài truyền hình. Nhưng mà Ventura hình như là một cái nơi cũng khai lại hình như là đi khoảng một tiếng mấy không? Dạ, ta cũng hai tiếng đó chị. Hai tiếng, hai tiếng. Mà cái thành phố đó đẹp lắm, không biết anh Quốc Võ có bao giờ đi chưa ta? Cũng chắc có đi ngang đi show một hai lần, nhưng mà không có thường xuyên thôi. Dạ, ở trên đó đẹp lắm. Mình đi ngang một cái vùng biển rất là đẹp. Mà Giáng Ngọc còn nhớ có một cái chùa của thầy Thông Hải ở trên đó. Thành ra Giáng Ngọc cũng đôi lần về đó rồi. Thì nơi đây rất là đẹp, nhưng mà hình như ít có người Việt Nam ở lắm. Dạ, đúng mà rồi. Không hiểu tại sao gia đình em là lúc đó là ở ngay tại Ventura lúc đó. Tại vì cái trường học nó ở trên đó. Dạ, cái lúc đó sang thế là có một người cô họ hàng xa ở trên đó, nên em ở nhà cô, sau đó đi học trên đó, thì sau này em mới chuyển trường xuống đây. Ok, thì là qua đây là muốn đi học trước. Rồi sau đó không ngờ lại trở lại với cái ngành ca hát, hồi nào không hay. Nhưng mà lúc đó qua đây thì học ngành gì? Lúc đầu qua thì em học tiếng Anh, tại vì khi mà ở Việt Nam thì tiếng Anh mình không có được học nhiều. Sau đó đi học tiếng Anh, và sau đó thì đi học về accounting. Yeah. Ok, tức là mơ ước cũng muốn làm giàu đây. Bảo anh. Accounting là cái đếm tiền cho người ta thôi, chứ đâu đếm tiền cho mình đâu. Không có, mình đếm tiền cho người ta trước rồi mình mới đếm tiền cho mình. Business administration thì mới bắt đầu ra. Không, mà em cứ nghe vụ đếm tiền là tự nhiên thấy giàu rồi. Tại vì làm gì làm chứ mình cũng đếm tiền người ta trước rồi sau đó mình đếm tiền cho mình. Mà có tiền thì mới học đếm tiền, chứ nếu không có tiền làm gì, học đếm tiền làm gì. Như em suốt đời đâu bao giờ học cái đếm tiền, đâu có tiền đâu họ đếm tiền chi. Nhưng mà thật sự ra thì nói tới âm nhạc thì Ngô Khải Anh lại là một người hát nhạc trẻ. Em thích nhạc trẻ? Dạ vâng, em theo đuổi dòng nhạc trẻ trong cái thời gian mà đi hát. Thì mình lúc đầu thì cũng thử những dòng nhạc khác, nhưng mà mình thấy mình... Có hát nhạc quê hương không? Dạ cũng thử, nhưng mà hình như là không có hợp. Tại vì chị thấy em cũng có một số các bạn
thường tham gia những cái chương trình văn nghệ hàng đêm. Nhưng mà các bạn thì phần nhiều bạn của em là hát nhạc quê hương nhiều hơn nhạc trẻ. Nhưng mà em thì lại chọn nhạc trẻ để tại vì nhiều khi cái vóc dáng của Ngô Khải Anh thì thích hợp với nhạc trẻ và lên sân khấu thì cũng quậy lắm chứ phải không? Dạ, nói chung là quậy giống chị Giáng Ngọc là thời ma nữ đa tình. Chị Giáng Ngọc là thời đó là xa xưa rồi, bây giờ già rồi, quậy hết nổi rồi. Nhưng mà khi mà nói tới nhạc dòng nhạc trẻ thì ở Việt Nam em đã hát nhạc trẻ rồi. Dạ, ở Việt Nam thì lúc đó cũng còn nhỏ mười mấy tuổi thì lúc đó cũng hát nhạc trẻ. Dạ, những đa số là những ca khúc về tuổi học sinh lớn. Dạ. Khi mà nói tại Việt Nam thì thời đó em đã nói là em sinh hoạt ở trong trường học rồi cũng đi ra ngoài hát một vài những cái tụ điểm nhỏ. Nhưng mà thời gian đó thì quê em ở đâu và lúc đó sinh sống làm ngay tại thành phố nào? Hồi nhỏ thì em sinh ở Đà Lạt, nhưng mà sau đó thì lớn hơn một chút thì em lại xuống Sài Gòn ở với các chị gái. Sau đó thì sinh hoạt ở Sài Gòn. Quê ở Đà Lạt, thưa quý vị. Đà Lạt là một cái nơi phải nói rất là thơ mộng. Bởi vậy cho nên Ngô Khải Anh có lẽ tiêm nhiễm bởi cái thơ mộng đó, cho nên lựa nhạc tình để hát. Nhưng mà sanh và lớn lên ở Đà Lạt thì nhỏ rồi lớn lên là đi vô Sài Gòn sống rồi với các chị. Vậy thì cho chị biết là trong gia đình em có đông anh chị em không? Mà ai có đi ai đi hát không? Hay chỉ có mình em thôi? Dạ, trong gia đình em thì có ba mẹ với hai chị gái với hai anh trai em là Úc. Và em là Úc. Dạ, em là Úc trong nhà. Và trong gia đình thì có mình em đi theo nghệ thuật thôi chứ không có ai ạ. Wow, nguyên một gia đình mà có mình đi theo nghệ thuật thì cái điều đó cũng là một cái điều rất là khó. Vậy bố mẹ mà cho qua đây đi học xong rồi bây giờ nói thôi con muốn học nữa, con muốn đi nghề ca hát, không biết bố mẹ có chịu không? Nói chung gia đình thì lúc nào cũng ủng hộ, nhất là làm về truyền thông hay là đi theo âm nhạc thì lúc nào ba mẹ cũng ủng hộ. Nhưng mà hơi lạ nha anh Quốc Võ, học accounting xong rồi đi làm TV với lại ca hát là không có giống liên quan gì trơn. Không thì đếm tiền và dùng cho cái đài TV. Ok, đồng ý. Coi như đó cũng là một lời giải thích đơn giản và dễ hiểu nhất. Tức là Ngô Khải Anh học accounting nhưng mà đếm tiền cho đài TV, chứ phải cho mình. Dạ, đôi khi thì mình học một chuyện nhưng mà đôi khi mình đi làm một cái chuyện nó không hề liên quan. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà học ra trường chưa? Dạ, em cũng học xong rồi. Nhưng mà sau này em có thời gian thì em học thêm những cái ngành khác để hỗ trợ trong tương lai chẳng hạn. Có lẽ là ca hát bên này nhiều khi mình cứ nói là tùy duyên nữa. Và cái tùy mỗi người có một cái số phận khác nhau. Có những người họ có thể chọn cái ngành đó là một cái ngành nghề chính của mình. Nhưng mà cũng có những người mà bắt buộc mình cũng phải có một cái nghề chính. Rồi sau đó cái đó chỉ là cái hobby cho chính bản thân mình mà thôi, trong cái thời gian mình chờ đợi để tìm cơ hội vươn lên. Dạ đúng rồi. Và thưa quý vị, hôm nay thì Giáng Ngọc có cơ hội được tâm tình cùng với Ngô Khải Anh, một tiếng hát trẻ. Giáng Ngọc thiết nghĩ là đối với những người ca sĩ trẻ, mình nên cho họ có một cái cơ hội để phát triển những cái ngành nghề mà họ yêu thích, và nhất là đón nhận họ trong cái nền âm nhạc ở tại hải ngoại. Bởi vì qua đây là một cái xứ sở tự do nhưng một cái xứ sở khác hoàn toàn, cho nên khi mà các em qua đây thì phần nhiều các em nói tiếng Mỹ nhiều hơn tiếng Việt. Mà nếu mà mình nuôi dưỡng được cái âm nhạc đó thì chắc chắn các em nếu mà đam mê thì phải học tiếng Việt thôi. Mà như Ngô Khải Anh thì chắc chắn là tiếng Việt 100% rồi chứ không đi đâu hết. Bây giờ em sẽ hát một bài cho khán giả nghe nha. Bây giờ hát bài gì đây? Dạ, em xin tặng đến quý vị khán giả cũng như chị Giáng Ngọc, anh Quốc Võ một ca khúc của nhạc sĩ Hoài An. Ca khúc được mang tên Đã Không Yêu Thì Thôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nói đầu môi em mới chót lưỡi đầu môi, phải xa đành thôi, sao em gian dối người ơi. Vì sao tình tôi chân thành bên em đã lâu, vì sao em tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao sao triền miên. Một ngày kia em có quay về, không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi, thêm bao xót xa mình tôi. Em ơi tình si, em như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em, đã không yêu thì thôi, em cần chi gian dối, thêm bao trái ngang cuộc tình, nụ cười đầu môi, mưa răng mắt trên môi sầu, tình nhạn đơn côi. Dù xa nhau nhưng trong tôi mình em thôi.
Lời nói đầu môi em mới chót lưỡi đầu môi, phải xa đành thôi, sao em gian dối người ơi. Vì sao tình tôi chuyện thành bên em đã lâu, vì sao em tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao xạo triền miên, một ngày kia em có quay về. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi, thêm bao xót xa mình tôi, em ơi tình si. Em như áng mây trên trời và hoài xa xôi, cho dù tôi đã cố níu giữ tình em. Đã không yêu thì thôi, em cần chi gian dối, thêm bao trái ngang cuộc tình, nụ cười đầu môi, mưa răng mắt trên môi sầu, tìm nhạn đơn côi. Dù xa nhau nhưng trong tôi mình em thôi. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi, thêm bao xót xa mình tôi, em ơi tình si. Em như áng mây trên trời và hoài xa xôi, cho dù tôi đã cố níu giữ tình em. Đã không yêu thì thôi, em cần chi gian dối, thêm bao trái ngang cuộc tình, nụ cười đầu môi, mưa răng mắt trên môi sầu, tìm nhạn đơn côi. Dù xa nhau những trong tôi mình em thôi, mưa răng mắt trên môi sầu, tìm nhạn đơn côi. Dù xa nhau những trong tôi mình em thôi. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Đã không yêu thì thôi qua phần trình diễn của ca sĩ Ngô Khải Anh. Đây cũng là một trong những bài được trích trong cuốn CD mới nhất mà Ngô Khải Anh vừa mới cho ra mắt khán giả. Hình như Giang Ngọc nhìn không lầm từ cái chữ này viết hoa rất là đẹp, đó là chữ em, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Phải em là chính em hay là em nào đây? Thì chúng ta sẽ điều tra phần này sau một số ít những tin tức thương mại, thưa quý vị.